Người đàn ông thích mặc váy, mang giày cao gót. Mark Ryan, 62 tuổi, thích mặc váy cùng giày cao gót khi đi làm hàng ngày ở Đức. Theo tạp chí Interview, Mark Ryan đang làm việc trong lĩnh vực chế tạo robot, có cuộc sống hạnh phúc cùng vợ và ba con trong hơn 11 năm qua. Năm 2010, ông cùng gia đình chuyển từ Texas, Mỹ đến một thị trấn gần Schoon, Đức để sinh sống và làm việc. 5 năm qua, hàng ngày đi làm, ông có sở thích diện váy bút chì và đi giày cao gót. Mark bắt đầu quan tâm đến giày nữ cách đây 40 năm khi bạn gái cũ yêu cầu ông mang giày cao gót để khiêu vũ. Dần dần, ông mặc thêm váy bó, phối đồ và chia sẻ phong cách trên trang cá nhân. Mark nói với Interview nhiều người trên đường lẫn ở cơ quan đều nhìn chằm chằm nhưng ông không bận tâm. Tôi đang ở độ tuổi không quan tâm đến những gì mọi người nghĩ. Họ thích hay không thì kệ thôi, ông nói. Phong cách đi làm của Mark với blazer da, sơ mi điều, chân váy xanh lá mạ của Yeoans, cà vạt Hermes và sandals buộc dây đế sweat 2. Không ít người khi nhìn thấy Mark đều cho rằng ông là người đồng tính nhưng ông không hề bối rối mà chỉ cười phá lên. Trong một lần chụp hình cho Vogue, ông khẳng định bản thân là đàn ông thực thụ, thích phụ nữ đẹp, xe hơi thể thao. Việc mặc váy giúp ông kiềm chế cơn giận và bớt nóng tính hơn. Mark mặc áo len, sơ mi và cà vạt của Balmain, phối chân váy Cavani, mang bốt da cao trên đầu gối. Ngày khác, ông chọn áo khoác hiệu Honus Vegas, Baker, chân váy hồng của Cartier Gelensover, găng tay Hermes và mang giày theo mốt cọc cạch của Eugène Rosette. Ông sẽ bước trên phố trên đôi giày gót nhựa trong suốt của Amina Muadji, kết hợp đầm xòe của Mani, sơ mi điều và túi Hermes. Mark ngưỡng mộ những người phụ nữ mặc váy và đi giày cao gót đi làm vì ông thấy hình ảnh đó toát lên nét quyến rũ nhưng cũng đầy mạnh mẽ, quyền lực. Mark kể lần đầu tiên mặc váy đi làm, ông khá căng thẳng, nhưng rồi mọi người dần quen và cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Bên cạnh những người thấy ông kỳ lạ, một số khen ông mặc đẹp. Cách phối nhiều lớp tiếp tục được ông thể hiện với jacket màu kem và giày Givenchy, áo khoác đen Lanvin, sơ mi Salvatore Ferragamo, áo len đỏ của Gucci và chân váy Vestu. Mark thường tìm mua quần áo, giày dép trên mạng. Tủ đồ của ông có nhiều đôi giày cao hơn 12cm. Ngoài giờ làm việc, Mark còn làm huấn luyện viên một đội bóng đá địa phương. Ông duy trì sức khỏe bằng đạp xe, tập thể dục ít nhất 2 lần một tuần. Sau Mai Ảnh, Instagram Mark Ryan.